Với bề dày truyền thống lịch sử cách mạng và hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về văn hóa các dân tộc, cùng với những danh lam thắng cảnh hùng vĩ của tỉnh, có thể nói Krông Pa là một trong những điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, thiên nhiên hấp dẫn. Nơi đây có nền văn hóa của người Chơ Rai gắn với không gian văn hóa cổ truyền và nhạc cụ dân tộc, các lễ hội dân gian truyền thống, trong đó không thể thiếu những sắc màu rực rỡ của trang phục thổ cẩm truyền thống. Đến với ngày hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả bộ sưu tập trang phục truyền thống Chơ Rai gắn với cuộc sống hàng ngày của bà con nơi đây. Xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng thưởng thức. Quý vị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các chàng trai cô gái Chơ Rai đến từ xã Yên Mộc, huyện Krông Pa. Bộ trang phục mang tên những câu chuyện lịch sử văn hóa riêng biệt. Bộ trang phục thường ngày đa dạng về màu sắc, mềm mại về kiểu dáng mà còn thuận tiện trong lao động sản xuất, sinh hoạt thường ngày. Tô điểm thêm cho trang phục truyền thống là những chiếc cùi trên vai các cô gái giữa núi rừng Tây Nguyên. Còn các chàng trai trong trang phục áo phố có màu sắc sặc sỡ, có hoa văn chảy dọc thân áo, cầu áo và phía trước bảo nhau, tạo nên sự khỏe mạnh dạng, dũng cảm của người đàn ông. Tôi đã được say sưa trong tiếng tạc cầm như lời tâm tình của chàng trai gửi đến cô gái mà bình thường để sẽ bay bọt với âm thanh trộn trà đàn con không thể thiếu trong những dịp lễ hội Chơ Rai. Ôi cô, sao chạy vô đó vậy? Sự vui tươi gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Bên không khí mùa xuân, không khí lễ hội của Việt Nam, cả cộng đồng Tây Nguyên tỏ ra đời sống của dân tộc Tây Nguyên nói chung, Bắc Việt nói riêng. Khi xưa, nó là vũ khí ra bắt chim thú, đó là những môn thể thao truyền thống không thể thiếu trong các lễ hội. Đối với người Chơ Rai, có tác dụng nếu về đoàn kết khi cùng uống chung một bầu nước. Lễ của Tây Nguyên có nhiều nét đẹp làm lôi cuốn lòng người, trong âm thanh của tiếng cổng tiếng chiêng, nhưng không sao quên được những bộ trang phục rực rỡ của các chàng trai cô gái Chơ Rai. Thank you.